Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 4 năm 2024 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đắk Lắk đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Triển khai các giải pháp chống hạn cho cây trồng. Đắk Lắk tăng cường xử lý xe quá khổ, quá tải. Một, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, lan tỏa những tấm gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Trong năm 2024, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh Đắk Lắk là gần 6.197 tỷ đồng, trong đó phân bổ chi tiết cho các dự án tỉnh quản lý gần 4.260 tỷ đồng. Thời gian qua, nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công được tỉnh rất quan tâm nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và hạ tầng. Trong quý 1 năm 2024, tỉnh Đắk Lắk đã giải ngân 804 tỷ đồng, bằng 20,3% kế hoạch, trong đó nguồn vốn ngân sách trung ương đã giải ngân 594,4 tỷ đồng. Vốn ngân sách địa phương đã giải ngân 209,5 tỷ đồng. Mặc dù tỷ lệ giải ngân có sự cải thiện so với năm trước, vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra. Để đẩy nhanh vốn đầu tư công, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm khắc phục, tập trung vào việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Trong đó, các đơn vị được giao kế hoạch thu tiền sử dụng đất cần khẩn trương triển khai để đảm bảo nguồn vốn đầu tư cho các dự án. Kho bạc nhà nước tỉnh sẽ thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư để xử lý những vướng mắc phát sinh và rút ngắn thời gian kiểm soát chi. Theo phê duyệt đề án của Ủy ban Nhân dân huyện Krông Bắc, lễ hội sầu riêng Krông Bắc lần thứ 2 năm 2024 với chủ đề Sầu riêng Krông Bắc phát triển và hội nhập sẽ được tổ chức từ ngày 31 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9. Lễ hội sẽ có 6 hoạt động chính gồm lễ khai mạc, lễ bế mạc, chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật, hội thảo xây dựng và phát triển hệ sinh thái sầu riêng bền vững, hội chợ giới thiệu sản phẩm OCOP và nông nghiệp tiềm năng của địa phương, chuỗi các hoạt động văn hóa, quảng bá du lịch. Lễ hội diễn ra là dịp quảng bá hình ảnh quê hương, con người, tiềm năng, lợi thế của huyện Krông Bắc đến với du khách trong và ngoài nước, qua đó giới thiệu các sản phẩm đặc thù của huyện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và du lịch trên địa bàn, tôn vinh những giá trị kinh tế từ các loại cây đặc sản chất lượng cao, đặc biệt là sầu riêng, tạo cơ hội giao thương giữa người trồng, nhà sản xuất, chế biến sản phẩm từ trái cây và người tiêu dùng. Hôm nay, 14 tháng 4, giá cà phê thế giới tiếp tục tăng trên hai sàn giao dịch quốc tế. Tại thị trường trong nước, giá cà phê tăng 1.800 đồng trên 1 kg, lọt mốc giá kỷ lục mới 109.000 đồng trên 1 kg. Giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 108.800 đồng 1 kg, trong đó giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ở mức 108.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá cao nhất 109.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê được thu mua với giá 108.000 đồng 1 kg. Còn tại Đắk Lắk, cà phê được thu mua từ 108.800 đồng đến 108.900 đồng 1 kg. Theo các chuyên gia, những lo ngại về tình trạng thời tiết không thuận lợi, khô hạn ở các vùng trồng cà phê trong thời gian qua gây thiệt hại sản lượng tiềm năng, đang đẩy giá cà phê Robusta tiếp tục tăng mạnh. Đồng thời, sự đánh giá và cảm nhận của thị trường khi nguồn cung cà phê Robusta ngày càng khan hiếm từ Việt Nam là yếu tố tăng giá trong thời gian qua. Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng khốc liệt trong thời gian qua đã khiến hàng chục công trình hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bị cạn kiệt nguồn nước, không còn khả năng bơm tưới, cùng nhiều công trình mực nước hạ nhanh chóng. Để giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra, đơn vị quản lý các công trình thủy lợi tỉnh Đắk Lắk đang tập trung các biện pháp để chống hạn cho cây trồng. Hồ thủy lợi Ea Blang tại thị xã Buôn Hồ là một trong những hồ chứa đã cạn kiệt nguồn nước từ đầu vụ đông xuân. Hồ Ea Blang được thiết kế để cung cấp nước tưới cho hơn 160 ha cây trồng, trong đó có hơn 100 ha cây công nghiệp. Hồ cạn kiệt đồng nghĩa với việc hàng trăm ha có nguy cơ mất trắng nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài trong thời gian tới. Thì trên địa bàn xã Siêng diễn ra nắng hạn rất là khốc liệt. Trên địa bàn thì có hai cái công trình thủy lợi đập Emit và đập Everlang, thì đầu tháng 3 thì riêng đập Everlang thì đã khô cạn. Thì bà con nhân dân là một số hộ xung quanh đập thì hiện nay là chờ mưa để mà cứu các cái loại cây trồng thôi.
Còn đây là hồ chứa vụ bổn tại huyện Krông Park, được thiết kế để tưới cho 400 hectare cây trồng. Ngay từ đầu vụ đông xuân, hồ chỉ đạt dung tích nước 49% so với thiết kế. Nắng nóng từ đầu năm kéo dài đến nay đã khiến hồ cạn kiệt nguồn nước, không còn khả năng đưa nước vào kênh phục vụ sản xuất. Để chống hạn cho các cánh đồng, đơn vị thủy lợi đã lắp đặt một trạm bơm dã chiến với công suất 1.000 khối mỗi giờ để bơm nước từ hồ vào hệ thống kênh mương. Bây giờ hiện nay tình hình của mực nước hồ xuống thấp dưới mực nước chết mà là 1,3 m. Thành thử ra cái lượng nước, mực nước địa hình khả năng còn bơm được là chỉ còn được 2 đợt nữa là hết. Thành thử ra hết khả năng bơm. Thành thử ra từ đây đến khi cuối tháng là chị Nhanh tiếp tục chia làm 2 bậc bơm để coi như là cố gắng để đưa toàn bộ cái diện tích này đảm bảo có thu. Thì chúng tôi đã cùng với địa phương khuyến cáo bà con là không có gieo trồng và cắt giảm một phần diện tích để chủ động. Còn đối với những công trình mà đủ nước thì chúng tôi vẫn phục vụ bình thường. Ngoài ra thì khi mà những công trình mà thực sự là khi gần hết nước rồi thì chúng tôi tiến hành là xin ý kiến của Sở Nông nghiệp để thực hiện bơm tát từ cái mực nước chết của hồ chứa để phục vụ tưới. Tính đến ngày 9 tháng 4, trong 352 công trình thủy lợi mà Công ty Quản lý Công trình Thủy lợi tỉnh Đắk Lắk quản lý, đã có 28 hồ chứa cạn kiệt nguồn nước, không còn khả năng bơm tưới. 83 hồ chứa còn dưới 50%, chỉ còn 14 hồ chứa đạt mực nước dâng bình thường. Do đó, trong thời gian tới, hạn hán còn tiếp diễn thì nguy cơ thiếu nước sẽ kéo dài sang cả vụ hè thu. Thưa quý vị và các bạn, với sự vào cuộc xử lý quyết liệt của lực lượng chức năng, tình trạng các phương tiện cơi nới thành thùng, vận chuyển khoáng sản quá tải trọng đang giảm dần. Qua đó, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, Công an tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các đội cảnh sát giao thông trên các tuyến quốc lộ, công an các địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường thường xuyên có phương tiện vận chuyển hàng hóa có dấu hiệu quá tải trọng, đấu tranh làm rõ không có vùng cấm, không ngoại lệ. Riêng trong quý 1 năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện lập biên bản 532 trường hợp vi phạm tải trọng, kích thước thành thùng, tăng 378 trường hợp, bằng 245% so với cùng kỳ năm 2023. Chúng tôi đã tập trung phối hợp với công an các huyện để tham mưu cấp ủy chính quyền cùng các ngành để tuyên truyền vận động doanh nghiệp lái xe chấp hành tốt các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Cái thứ hai là chúng tôi cũng yêu cầu các doanh nghiệp, các lái xe là cam kết trong cái việc không có chở hàng hóa vật liệu quá tải trọng. Sau khi tuyến cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột được khởi công xây dựng, trên địa bàn huyện Krông Bách, các phương tiện vận chuyển khoáng sản nhiều nơi về hoạt động kéo theo tình trạng xe chở quá tải trọng cho phép diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông, có nguy cơ mất an toàn giao thông. Với quyết tâm phòng ngừa, ngăn chặn, kiểm soát chặt chẽ, không để tình trạng xe quá tải hoạt động trên các tuyến giao thông trên địa bàn, Công an huyện Krông Bách đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tính riêng trong tháng 3 năm 2024, đội cảnh sát giao thông Công an huyện Krông Bách đã phát hiện lập biên bản 41 trường hợp xe chở quá tải trọng cho phép, 1 trường hợp quá chiều cao, 4 trường hợp để rơi vãi vật liệu xuống đường với tổng số tiền phạt trên 500 triệu đồng. Lực lượng công an huyện thì cũng đã xây dựng kế hoạch cao điểm, tổ chức 6 cái tổ công tác đặc biệt và huy động toàn bộ cán bộ chiến sĩ để chúng ta tuần tra kiểm soát cũng như là công tác đảm bảo an ninh trật tự đối với cái 8 xã mà có cái tuyến địa bàn cao tốc đi qua, thi công cao tốc đi qua. Và đối với lực lượng cảnh sát giao thông thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái phương án tuần tra khép kín 24/24 để đảm bảo cái vấn đề liên quan tới trật tự an toàn giao thông, kiên quyết xử lý đối với các cái trường hợp vi phạm. Tại huyện Krông Bông, công tác xử lý xe chở quá khổ quá tải cũng được công an huyện xử lý quyết liệt. Tổ chức tuần tra kiểm soát thường xuyên trên tuyến đường Trường Sơn Đông, khu vực giao cắt với điểm thi công đường cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột nhằm phát hiện xử lý kịp thời các phương tiện vi phạm. Đối với vấn đề quá tải thì lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện vẫn tiếp tục xử lý, cương quyết xử lý, không có vùng cấm, không có ngoại lệ theo như tinh thần chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh. Trong thời gian tới, phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh, công an các địa phương trong tỉnh tiếp tục tổ chức tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm,
đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn, chở hàng quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng, không che phủ bạt để vật liệu rơi, gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Thưa quý vị và các bạn, đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, đó là phương châm hành động của tuổi trẻ Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Khắc sâu lời Bác Hồ dạy, đoàn viên thanh niên tỉnh Đắk Lắk không ngừng học tập, rèn luyện, công tác, cống hiến để góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong số 46 gương điển hình được tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, khu vực miền Trung Tây Nguyên năm 2024, tuổi trẻ Đắk Lắk vinh dự có 3 cá nhân được tuyên dương, trong đó có anh Bùi Đức Thọ, bí thư chi đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk. Trong quá trình công tác, anh Thọ đã để lại dấu ấn lớn trong công tác đoàn và phong trào thanh niên. Anh đã làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện các phong trào, chương trình, hoạt động của tuổi trẻ nổi bật là chương trình tiên phong trong chuyển đổi số, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Triển khai thực hiện được 18 công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa thiết thực đối với nhân dân, người lao động trên địa bàn. Bản thân tôi luôn ý thức được tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh từ những cái điều đơn giản nhất. Trước tiên là cái tinh thần nêu gương đối với các đoàn viên trong chi đoàn, với quần chúng nhân dân tại địa phương. Và thứ hai là cái tinh thần học hỏi và suốt đời và có trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm. Cũng trong đợt tuyên dương lần này còn có anh Lê Trần Trung Hiếu, bí thư chi đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Trong những năm qua, anh Hiếu cùng với ban chấp hành chi đoàn đã chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, lãnh đạo viện đăng ký đảm nhận xây dựng 2 công trình thắp sáng đường quê, tổ chức phiên tòa trực tuyến số hóa hồ sơ, tổ chức các phong trào xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội thông qua các phong trào hoạt động như Ngày thứ Bảy tình nguyện, Chủ nhật xanh và chiến dịch kỳ nghỉ hồng. Để đạt được cái kết quả này thì cũng được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Viện sát nhân dân tỉnh, lãnh đạo viện cũng như là của đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Đây thì cũng là phần thưởng đánh giá những cái thành tích chung của trong phong trào đoàn của cá nhân tôi cũng như là của tập thể chi đoàn viện sát tỉnh. Với sự năng động, sáng tạo, nhiệt huyết và khát khao cống hiến, tuổi trẻ tỉnh Đắk Lắk đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo lời Bác bằng những việc làm thiết thực, góp phần quan trọng vào việc giáo dục đạo đức, lối sống và cổ vũ đoàn viên thanh niên vươn lên học tập, rèn luyện, lập nghiệp, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Các mô hình của đối với các tổ chức cơ sở đoàn thì các mô hình này thì các bạn cũng thường xuyên có những cái nội dung lồng ghép vào các cái hoạt động của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi để mà có những cái công trình, các cái phần việc, rồi những cái mô hình, những cái sáng tạo trong cái việc học tập và làm theo lời Bác trong cái thời gian vừa qua. Từ những việc làm thiết thực, đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu. Mỗi đoàn viên thanh niên đã ý thức được vai trò trách nhiệm, phát huy tinh thần tự giác trên mọi lĩnh vực trong công tác, học tập và lao động sản xuất, tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống.